Nó đụng má nó chạy ra đi làm gì nó tính rồi. Nó bà hãng rồi. Vô hả? Ủa sao? Dạ dạ. Ờ, hay quá. Hay quá Vũ ơi. Từ từ. Đó, đó. Đó. Nè nè, ra ra ra. Dễ ra cho ba người đứng vậy. Làm gì hai người chạy vô chỗ vậy, người kèm người đi. Cắm người cho anh đi. Sơn vô lưng đó. Cái bao tay đó nó chập dính khó lắm. Sẽ đỡ thôi.
Bà cho anh người đi, ở dưới ba người đi, cho anh cắm người đi ăn. Đó, từ từ đi bóng luôn, từ từ đi, nhảy kìa. Dính đụng. Vô, xa vô. Thì đứng đó đá không được. Đá vào trái mà. Sơn vô lưng mày nè. Sơn vô. Anh Tư ra, anh Tư ra. Anh Tư ra. Chắn lương rồi, chắn lương rồi. Nè, anh Sơn nè. Nè ơi. Hả? Yeah.
Hay quá Quang ơi, lên. Đúng không?
Hai người mới nãy chuyện. Sao anh chạy ra đó làm gì Hải? Lên là 5 phút.
Trời ơi. Rồi. Ờ, đâu, mới nào nhỉ? Ở đâu kia có một cái hẻm thẳng ra.